Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế đẩy nhanh tốc độ điều trị sàng lọc chuẩn bị bệnh viện dã chiến. 200 tình nguyện viên ở Yên Bái tham gia chống dịch COVID-19. Quảng Ninh phát huy vai trò của tổ tự quản trong phòng chống COVID-19. Hơn 90% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị sàng lọc, chuẩn bị bệnh viện dã chiến, tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở, bảo đảm chất lượng và giá thành phù hợp. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội, các nhà dưỡng lão, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp nhận nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cho công tác phòng chống dịch để sử dụng kịp thời hiệu quả với kinh phí từ ngân sách nhà nước, tổ chức tiếp nhận, chuyển giao số máy thở được hỗ trợ, tài trợ từ một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Tỉnh Điện Biên có 107 trường hợp đi khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3. Hiện nay có 84 trường hợp trở về đã được cách ly y tế để theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 25 trường hợp, trong đó 12 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 13 trường hợp đang chờ kết quả. Tất cả các trường hợp đang được theo dõi cách ly đều khỏe mạnh, không ai có biểu hiện ho, sốt. Điện Biên đang đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian gần đây và các trường hợp nhập cảnh từ Lào, Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu, lối mở từ ngày 8 tháng 3 năm 2020, cũng như các trường hợp đi từ các tỉnh, thành phố có dịch về Điện Biên mà chưa thực hiện cách ly để theo dõi sức khỏe và có biện pháp can thiệp kịp thời. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công văn nêu rõ thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các sở triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương vận động, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân cân nhắc lùi thời gian tổ chức việc cưới và thời điểm phù hợp khi đã công bố hết dịch, khuyến khích hình thức báo hỉ. Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã đồng loạt kích hoạt các tổ tự nguyện, chốt kiểm dịch y tế, điểm hạn chế đi lại tại các thôn bản tổ dân phố. Hơn 200 người đã tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn. Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có hơn 12.500 nhân khẩu, gần 3.500 hộ dân. Thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, thị trấn đã thành lập các tổ công tác thay phiên ứng trực tại các chốt kiểm soát y tế được đặt tại các vị trí giao thông quan trọng. Hàng chục tình nguyện viên trong thị trấn đã tham gia vào các hoạt động của các tổ kiểm soát, góp phần đảm bảo triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện cái chủ trương của Ủy ban dân thị trấn Mậu A về lập các chốt ở tổ, tôi thấy là hoàn toàn rất là hợp lý. Cái thứ hai là đã giúp cho là đối với mọi người dân đi qua là lại được nghe tuyên truyền về các cái cách phòng chống tức là dịch tức là COVID-19. Thế và kịp thời là khai báo những nơi ở xa. Là cửa ngõ của huyện Văn Yên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, xã Yên Thái đã thành lập và đưa vào hoạt động 5 tổ tự nguyện, 5 chốt kiểm dịch y tế tại 5 thôn bản để kiểm soát phương tiện và con người ra vào địa bàn, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra y tế và kiểm tra dịch tễ. Tổ công tác tự quản của thôn trại cũng đã huy động toàn thể thành phần của tổ tự quản, nhất là lập cái chốt này để theo dõi các công dân đi lại của thôn bản. Thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân ít hạn chế đi ra ngoài. Toàn huyện Văn Yên đã thành lập và triển khai 14 tổ tự nguyện, 19 chốt kiểm dịch y tế, 28 điểm hạn chế đi lại tại các thôn bản, tổ dân phố với sự tham gia của hơn 200 tình nguyện viên. Với phương châm hoạt động tự nguyện, tự giác,
các thành viên trong tổ tự nguyện, tự quản đã nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, tích cực tham gia trực tại các chốt kiểm dịch, luôn đảm bảo có 2 tình nguyện viên trong mỗi ca trực kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Cùng với các biện pháp khác thì việc thành lập các chốt kiểm soát cũng như các tổ tự nguyện này cũng là một trong những giải pháp mà Ủy ban nhân dân thị trấn Mộ A chung tay cùng Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cùng cả nước tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc các tổ tình nguyện, các chốt kiểm dịch được thành lập và kích hoạt trong lúc này là cần thiết và cấp bách để góp phần kiểm soát tình hình dịch tễ trên địa bàn, ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Tại Quảng Ninh, tất cả các thôn, khu phố trên địa bàn đã thành lập các tổ tự quản gồm bí thư kiêm trưởng khu, các lực lượng công an, quân sự, y tế, cán bộ mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội địa phương. Đây là lực lượng gần với nhân dân nhất, có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giám sát việc phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư. Mỗi khi nhận được thông tin chỉ đạo từ cấp trên, bất kể là thời điểm nào, đồng chí bí thư trưởng khu, tổ trưởng tổ tự quản khu 1, phường Ít Kiêu lại nhanh chóng soạn thảo ngắn gọn, dễ hiểu, đảm bảo chính xác đầy đủ thông tin và chuyển qua mạng xã hội tới các thành viên trong tổ để tuyên truyền tới nhân dân. Việc làm này đã góp phần giúp người dân trong khu nhanh chóng tiếp nhận thông tin để phục vụ phòng chống dịch. Hiện nay thì đại đa số là nhân dân cũng đã sử dụng cái công nghệ này rất thành thạo rồi, cho nên là cái sử dụng mạng để truyền tải thông tin vừa là nhanh, vừa là kịp thời, vừa là chính xác. Không quản ngày đêm, tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 khu 1, phường Ít Kiêu đã đến từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát công dân ra vào khu phố, theo dõi biến động nhân khẩu và giám sát y tế, đồng thời tuyên truyền kịp thời những chỉ đạo, chủ trương mới của chính phủ, của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch. Các đồng chí tự quản của khu phố là rất tích cực, là tuyên truyền được ngay cho chúng tôi biết được các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, của thành phố cũng như của khu phố, là chúng tôi nắm bắt được ngay và quyết tâm thực hiện tốt được các cái nhiệm vụ. Tuy có khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm của người tự quản thì chúng tôi luôn luôn hoàn thành tốt, xuất sắc cái nhiệm vụ trên giao. Từ ngày 29 tháng 3, tổ tự quản luôn có 4 đến 6 người trực tại nhà văn hóa khu từ 19h30 đến 24 giờ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Công việc khó khăn, vất vả nhưng ai cũng luôn nhiệt tình, gác lại công việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả đều vì mục tiêu chung là ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Mỗi một người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch COVID. Thế thì chúng tôi là đứng trong cái hàng ngũ của đội tự quản thì chúng tôi xác định mình là cái công việc nặng nề hơn. Thì luôn luôn đi sâu đi sát cùng với lại nhân dân cùng khu phố. Thế để nắm bắt được cái tình hình thực tế của người dân và được những tư tưởng của người dân để chúng tôi có thể là động viên tinh thần cho người dân. Là lực lượng gần với dân nhất, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 đang phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch tại khu dân cư, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Theo thông tin từ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cụ bà Vũ Thị Si, 103 tuổi, trú tại số nhà 40, tổ 1, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, đã nhờ con cháu đưa cụ đến tận trụ sở Ủy ban nhân dân phường Cẩm Sơn để trao số tiền 1 triệu đồng, ủng hộ chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19. Số tiền trên là tiền của con cháu biếu mà cụ đã để dành, nay trao cho phường để ủng hộ hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được biết, cụ không có lương hưu, hiện sống cùng với con trai. Người thứ hai là cụ Nguyễn Thị Luyến, 71 tuổi, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, cũng đến tận trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Sơn trao số tiền 3 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số tiền ủng hộ là tiền cụ Luyến tích cóp dành dụm được trong nhiều năm từ việc đi thu gom vỏ chai, giấy vụn trên đường. Đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc thành phố Cẩm Phả đã tiếp nhận được hơn 800 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tạm quên đi những khó khăn mà dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của cuộc sống, những hành động nhân văn, nghĩa cử đẹp trong mùa dịch như khẳng định tinh thần lạc quan, đoàn kết, quyết tâm chống dịch của cá nhân và của cả cộng đồng. Những phần nhu yếu phẩm được các tổ chức và cá nhân phát miễn phí hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch đã phần nào khẳng định điều này. Ghi nhận ở thành phố Hải Phòng. Cứ 10 giờ 30 sáng các ngày trong tuần, các tình nguyện viên của tổ thiện nguyện Ngôi Nhà Yêu Thương lại có mặt tại phố Lý Thường Kiệt để phát tặng 120 suất ăn trưa, hỗ trợ cho những người gặp khó khăn trong mùa dịch đến để nhận.
Một số thành viên sẽ chạy xe máy để trao tặng những phần quà còn lại đến tận tay những người gặp khó khăn trên các tuyến phố. Tổ phát đồ ăn miễn phí buổi trưa mà vào những ngày dịch này cũng chỉ mong muốn là đóng góp một phần rất là nhỏ bé cho xã hội trong những ngày đất nước rất là khó khăn trong cái dịch bệnh toàn cầu như này. Không chỉ các tổ chức thiện nguyện, một nhóm các bạn trẻ tại Hải Phòng cũng có những nghĩa cử cao đẹp để san sẻ yêu thương với những người gặp khó khăn trong mùa dịch. Tại điểm phát quà trên đường Đình Đông, quận Lê Chân, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm miễn phí, mỗi suất quà gồm 2kg gạo và mì gói, trong niềm vui của những người được hỗ trợ. Nhà rất khó khăn, hai vợ chồng già chẳng có lương hưu, không có lương hưu. Thế mà có đứa cháu bị bại lão. Vâng, rất là cảm ơn các cô, các chú, cảm ơn những người làm từ thiện đã giúp đỡ cho hoàn cảnh chúng tôi. Thành viên của đội thiện nguyện cho biết, trong 15 ngày thành phố thực hiện giãn cách toàn xã hội, hoạt động này sẽ được duy trì để liên tục san sẻ với những mảnh đời khó khăn. Tặng những cái phần quà này cho những cái đối tượng mà người già neo đơn, hoặc là những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, hoặc là những người tàn tật. Tại vì những người đó họ không thể đến nhận được ấy, thì mình sẽ đến tận nơi để xem những cái trường hợp đó để phát tặng tay. Tôi chỉ muốn rằng là cái thông điệp mà nó nhỏ như này thôi, mình cảm giác là mình muốn là lan tỏa cho mọi người biết đến rằng là chung tay vượt qua đến cái đại dịch này. Những phần hỗ trợ tuy không nhiều nhưng sẽ san sẻ bớt những khó khăn cho những cá nhân, cho cộng đồng trong thời điểm dịch COVID-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội hiện nay. Nhân cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu chùm tranh cổ động sáng tác trong giai đoạn 1967-1978 với nhiều tác phẩm luôn mang tính thời sự, hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng. Những tác phẩm mỹ thuật này không chỉ phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc, mà ý nghĩa của nó còn gắn bó chặt chẽ với thời cuộc, góp phần động viên khích lệ tinh thần lao động, chiến đấu của nhân dân ta trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tranh cổ động là thể loại xung kích của nền mỹ thuật nước nhà, ra đời trước những sự kiện chính trị, những vấn đề thời sự của đất nước. Các họa sĩ vẽ tranh cổ động luôn là người tiên phong phản ánh đời sống xã hội bằng ngôn ngữ đồ họa cô đọng, xúc tích. Tranh cổ động với những góc cạnh sắc sảo, mang tính thời sự, luôn có sự tác động mạnh mẽ đến người xem. Trong giai đoạn hiện nay, những bức tranh cổ động dù ra đời đã lâu nhưng vẫn giữ nguyên tính thời sự, chứa đựng những thông điệp sống mãi với thời gian. Chương trình xin được chuyển sang một số những thông tin về kinh tế. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố đánh giá tác động của COVID-19 đến nền kinh tế. Đáng chú ý là kết quả khảo sát của trường cho thấy, đến thời điểm hiện tại, tác động của COVID-19 đến khu vực doanh nghiệp đã bắt đầu bộc lộ một cách rõ ràng. Theo báo cáo, trong tất cả các ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, kết quả khảo sát cho thấy có đến 93,9% các doanh nghiệp điều tra đánh giá dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 20 tháng 3, đã có trên 15% số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Nếu ước tính số lao động bình quân một doanh nghiệp khoảng 25 người, thì trong 2 tháng đầu năm đã có khoảng 400.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Báo cáo dự báo tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam chỉ đạt khoảng 2% so với cùng kỳ và thậm chí suy thoái nếu xảy ra kịch bản xấu. VN Index giảm khoảng 28%, phục hồi ngay sau khi dịch được khống chế với mức xấp xỉ 20%. Xuất khẩu giảm từ khoảng 25% trong quý 2. Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành một loạt các quyết định giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong đó có việc điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn thêm 0,25% một năm, thì nhiều ngân hàng cũng đã giảm lãi suất tiền gửi. Việc giảm lãi suất như vậy liệu sẽ ảnh hưởng thế nào tới tâm lý người gửi tiền và khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại? Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Dù lãi suất tiền gửi có giảm so với trước Tết, nhưng trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì với nhiều người, gửi tiền vào ngân hàng vẫn là kênh sinh lời chắc chắn nhất. Thực ra mình thì mình hay gửi dài hạn nên là mình cũng không quan tâm lắm đến cái lãi suất trong vòng 6 tháng hay là ngắn hạn. Tôi thấy là thị trường chứng khoán với ở thị trường bất động sản hiện tại nó cũng đang không được tốt lắm. Cho nên là tôi nghĩ rằng là gửi tiền tiết kiệm dài hạn là ổn định nhất. Hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi từ 6 tháng đến trên 1 năm vẫn giữ mức chênh cao hơn so với ngắn hạn từ 2 đến 3% một năm. Vì thế, nhiều ngân hàng cho biết dòng tiền gửi đang có xu hướng dịch chuyển dần sang các kỳ trung và dài hạn và gửi tiết kiệm online để có mức lãi suất cao hơn. Huy động vốn bằng đồng Việt Nam đến cuối tháng 3 vẫn tăng 0,95%.
Với các kỳ hạn mà từ 6 tháng, 12 tháng hay là kể cả 3 đến 5 hay là đến 10 năm thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái mức lãi suất nó hấp dẫn hơn, vì ngân hàng cũng muốn rằng là sẽ thu hút được những nguồn tiền gửi trong dài hạn để có thể đảm bảo được các chỉ số của ngân hàng như tỷ lệ an toàn vốn và các chỉ số khác. Với cái mức tiền gửi mà từ 6 tháng trở lên thì tôi thấy là trong cái bối cảnh hiện nay vẫn là đủ hấp dẫn, đủ hấp dẫn. Đó. Như vậy là nó tạo một cái khoảng không rất là lớn để mà các cái ngân hàng thương mại vẫn có thể tiếp tục huy động và người dân vẫn tiếp tục gửi tiền. Ngoài ra thì cái bước đi vừa rồi của ngân hàng nhà nước như tôi đã nói cũng là một cái tín hiệu khẳng định rằng ngân hàng nhà nước sẽ có những cái đủ công cụ để đảm bảo thanh khoản cho thị trường. Thanh khoản hệ thống ngân hàng đang khá dồi dào. Từ đầu năm nay, ngân hàng nhà nước đã phải hút dòng về khoảng 147.000 tỷ đồng. Việc giảm trần lãi suất tiền gửi và các mức lãi suất điều hành sẽ là cơ sở để các ngân hàng thương mại giảm mạnh hơn lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để phục vụ nhu cầu vận chuyển nhanh các mặt hàng cần điều kiện bảo quản tốt, thời gian trả hàng nhanh, ngành đường sắt chuyển sang vận chuyển bằng các đoàn tàu hàng và đặt hàng online. Theo đó, nhân viên đường sắt sẽ đến tận địa chỉ của khách hàng để nhận hàng hóa, hoặc khách hàng có thể tự đem ra ga. Hàng được vận chuyển bằng tàu hỏa và nhân viên đường sắt giao đến tận tay người nhận. Với hình thức vận chuyển như thế này, đường sắt có thể vận chuyển được nhiều loại mặt hàng, nhất là các mặt hàng tươi sống như trái cây, hàng chuyển phát nhanh, cần đảm bảo như giấy tờ, mỹ phẩm, dược phẩm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết sẽ xem xét giảm cước vận tải hàng hóa trong điều kiện giá nhiên liệu giảm và tiết kiệm chi phí, hướng tới mục tiêu chủ động để phục vụ nhu cầu vận tải của các chủ hàng. Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, để đảm bảo công tác giám sát quản lý hàng hóa xuất khẩu tái xuất được chặt chẽ, đơn vị đang đề xuất tạm dừng đăng ký tờ khai cho hàng hóa xuất khẩu tái xuất qua lối mở COSA thuộc cửa khẩu Chi Ma. Hoạt động xuất khẩu tái xuất hàng hóa đối với lối mở COSA đã tạo việc làm cho cư dân biên giới, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu. Tuy nhiên, theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, hiện nay phía Trung Quốc tăng cường quản lý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, cho xây dựng tường rào kiên cố, chắn dọc biên giới không cho người, hàng hóa qua lại tại khu vực lối mở COSA thuộc cửa khẩu Chi Ma. Để đảm bảo công tác giám sát quản lý hàng hóa xuất khẩu, tái xuất được chặt chẽ, tránh việc các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên nhưng không xuất khẩu được, gây ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, dẫn đến nguy cơ thẩm lậu hàng hóa tái xuất vào nội địa. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đề xuất và thông báo các cục hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu tái xuất qua lối mở COSA thuộc cửa khẩu Chi Ma và sẽ thực hiện trở lại khi phía Trung Quốc thống nhất mở tường rào cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại. Một đoạn clip đã ghi lại hình ảnh một chiếc Lexus LX470 cố tình đi vào khu vực chữa cháy gây cản trở cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Theo đó, vào chiều ngày 3 tháng 4, trong khi cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực chữa cháy, thì xe ô tô Lexus LX470 ngang nhiên đi vào khu vực chữa cháy, đè vào vòi nước gây cản trở lực lượng phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ. Nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần căn cứ vào đoạn clip được ghi lại để điều tra, xử lý thật nghiêm nếu như tài xế ô tô có hành vi sai phạm rất đáng lên án như vậy. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, tại Phú Thọ đã xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt trên Facebook về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang trong xã hội. Công an Phú Thọ đã nhanh chóng triệu tập và xử phạt các đối tượng trên. Qua xác minh, 5 đối tượng vi phạm trú tại các huyện Tân Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa và thành phố Việt Trì khai báo tại cơ quan điều tra. Các đối tượng cho biết đã tự ý chia sẻ các thông tin không được kiểm chứng, thậm chí còn tự công bố địa phương có dịch. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.